Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Tìm hiểu Trung Bộ Kinh. Tác giả: Thích Chân Thiện. Nhà xuất bản Tôn giáo, Phật lịch 2548, 2004. Phần 1 Từ Kinh số 1 đến Kinh số 10 Cương yếu của các pháp môn căn bản Kinh số 1 Căn bản của tất cả pháp Một La Mã Giải thích từ ngữ Rừng Subaga Rừng Hạnh Phúc Đây là một vùng rừng ta la thiên nhiên ở xứ Ukata Mùa La Trong kinh có nghĩa là gốc căn bản, pariyaya cương yếu đề cương, sabadama tất cả pháp ở đây pháp có nghĩa là hiện hữu sự vật cảnh giới của tam hữu từ đây có thể hiểu pháp là pháp môn mà đức Phật dạy bởi các pháp môn đều hướng về sự thật của vạn hữu bậc thánh Ariya chỉ chư Phật các bậc a la hán đệ tử đức phật và các vị bích chi phật bậc chân nhân saburisa chỉ các vị bích chi phật không tu tập pháp của các bậc thánh không thuần thục pháp của các bậc thánh không khéo tu tập giới định tuệ tưởng tri sanajanati nhận thức liễu tri parisanati hiểu biết hoàn toàn trọn vẹn về một sự vật hiểu biết như thật sự vật chỉ có các bậc a la hán bích chi và a la hán chánh đẳng giác mới liễu tri sự vật thắng tri abhijanati trực giác hiểu biết trực tiếp sự vật thấy biết trong đại định từ đệ tứ xác định đến tứ không định các bậc thánh hữu học và vô học luôn thắng tri các sự vật dục hỷ ham thích phạm thiên cõi sơ thiền sắc giới quan âm thiên cõi nhị thiền sắc giới biến tịnh thiên cõi tam thiền sắc giới quảng quả thiên cõi tứ thiền sắc giới không vô biên xứ cõi sơ thiền vô sắc giới thức vô biên xứ cõi nhị thiền vô sắc giới Vô sở hữu xứ, cõi Tam thiền vô sắc giới. Phi tưởng phi phi tưởng xứ, cõi Tứ thiền vô sắc giới. Niết bàn, Ni bà na, ái diệt, thủ diệt, thức diệt, vô minh diệt, khổ diệt. Sở kiến, những sự vật được thấy, được biết đến. Sở tri, những sự vật được nhận thức, được hiểu. Sở văn những sự vật được nghe Sở tư niệm Những sự vật được cảm thọ, cảm nhận Đồng nhất Tính bất biến, không biến đổi Dị biệt Tính đổi khác, biến đổi của sự vật Lậu hoặc Kilesa Chỉ tham, sân, si Là các lậu hoặc căn bản Phát sinh ra các lậu hoặc khác Thánh hữu học Chỉ các thánh tu đào hoàng tư Đà hàm và a Na hàm, thánh vô học chỉ các a La hán đệ tử Đức Phật. Mười kiết sử, năm hạ phần và năm thượng phần kiết sử. a, năm hạ phần thân kiến, nghi giới cấm thủ dục và sân. b, năm thượng phần hữu ái, vô hữu ái, mạng, trạo cử và vô minh hai la mã nội dung bản kinh số một gồm các nét giáo lý chính một nhỏ các đối tượng được tưởng tri thắng tri và liễu tri bao gồm địa thủy hỏa phong đại bốn yếu tố vật chất hình thành con người vật lý và thế giới vật lý sở kiến sở văn sở tri sở tư niệm Thế giới vật lý và thế giới mà tâm lý con người đón nhận qua thấy nghe, hiểu, tư niệm, cảm thọ, hàm ẩn chủ thể của thấy nghe là con người. Dục giới, sắc giới và vô sắc giới của các thái dương hệ, Niết bàn, vô vi pháp. Hai nhỏ các cấp độ nhận thức của con người. A, à, cấp độ tưởng tri đây là cấp độ nhận thức hữu ngã nhìn thấy các hiện hữu đều có tự ngã cấp độ này là sản phẩm của tư duy hữu ngã và các cảm thọ được đón nhận qua các giác quan hạn chế b cấp độ thắng tri là cấp độ thấy biết trực tiếp các sự vật qua đại định từ đệ tứ xác định đến tứ không định và qua trí tuệ mà không qua quá trình đối đãi của tư duy đây là cấp độ nhận thức hiện hành ở tâm của các thánh hữu học và thánh vô học, bích chi Phật và chánh đẳng chánh giác. Với các thánh hữu học thì có thể liễu tri mà chưa thật liễu tri. Với hàng thánh vô học, bích chi và toàn giác mới thực liễu tri. Sự thật như thật của các hiện hữu là sự thật của Niết Bàn là Niết Bàn. C. Cấp độ liễu tri ở đại định các thánh hiểu học hành thiền quán vô ngã vô thường thì có thể cắt đứt mười kiết sử đoạn tận các lậu hoặc thấy rõ được sự thật như thật của các hiện hữu hữu vi và vô vi với các thánh vô học do đoạn tận tham mà liễu tri các pháp tương tự do đoạn tận sân đoạn tận si mà liễu tri các pháp chư phật thì đã liễu tri vạn pháp do vì thấy rõ Dục hỷ là căn bản của đau khổ, từ hữu mà sinh khởi lên và già chết đến với hữu tình. Đã diệt trừ hoàn toàn các ái, hoàn toàn ly tham, hoàn toàn xả ly nên đã chân chánh giác ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác. 3. Có hai điểm giáo lý cơ bản được đề cập. A. À, nếu con người nhận thức các hiện hữu đều có tự ngã thường hằng thì sẽ không bao giờ có thể thấy sự vật như thật qua thắng tri và liễu tri với người này tưởng tri thức tri và tư duy sẽ làm dấy lên sự phân biệt đối đãi phát khởi tham tâm sân tâm và si tâm vốn là căn gốc của phiền não sinh tử khổ đau b nếu con người thấy rõ sự vật như thật đó là sự thật duyên khởi vô ngã qua thắng tri và liễu tri, hoặc thấy rõ, dục hỷ là căn bản của khổ đau, thì sẽ xả ly, đoạn trừ hoàn toàn tham ái, sẽ chơn chánh giác ngộ, vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tại đây, bản kinh số 1 mở ra hai dòng vận hành của tâm lý. Dòng tâm lý của tham, sân, si, ác tâm, bất thiện tâm dẫn đến sầu, bi, khổ, ưu, não dẫn đến tàn hại cá nhân và tập thể. Dòng tâm lý của vô tham, vô sân, vô si, bất hại dẫn đến thấy rõ như thật các pháp, hoàn toàn ly dục, giải thoát, giác ngộ, niết bàn. Hai dòng tâm lý đó là nội dung mà các bản kinh kế tiếp sẽ nhiều lần đề cập. Kinh số 2: Tất cả lậu hoặc. Saba savasūtham một la mã giải thích từ ngữ Savathi, xá vệ, Jetavana, Thắng Lâm hay Kỳ Đà Lâm. Ở Ấn Độ ngày trước có hai loại rừng, rừng do con người trồng gây dựng, Jetavana thuộc loại rừng này. Rừng tự nhiên hoang dã. Anathapindika, cất cô độc, tên người cư sĩ đệ tử của Đức Gotama đã dâng cúng khu vườn và tịnh xá jetavana như lý tác ý khởi niệm rằng nhận thức hữu ngã sẽ làm giấy khởi tham sân si dẫn đến sầu bi khổ ưu não đi vào sanh tử nhận thức vô ngã duyên khởi sẽ làm giấy khởi vô tham vô sân vô si dẫn đến thắng tri liễu tri các pháp chân chánh giác ngộ chánh đẳng chánh giác tác ý hữu ngã gọi là phi như lý tác ý. Tri kiến đoạn trừ là chánh tri kiến thấy rõ thân ngũ uẩn và thế giới là vô thường vô ngã. Thấy biết này sẽ dập tắt cái thấy hữu ngã, làm dấy lên 36 tư duy liên hệ tự ngã như Ta có mặt trong thời quá khứ, chính tự ngã của ta nói, cảm giác, hưởng thọ quả báo các nghiệp thiện ác, đã làm chỗ này chỗ kia, chính tự ngã của ta là thường hằng sẽ vĩnh viễn tồn tại. Chánh tri kiến này sẽ dập tắt các tà kiến, kiến trụ lâm, kiến hoang vu, kiến kiết phượt, kiến hí luận, kiến tranh chấp. Chánh tri kiến này sẽ giúp hành giả biết những gì cần tác ý, những gì không nên tác ý, đi đến thấy rõ sự thật của tứ thánh đế. Tại đây, chánh tri kiến có công năng cắt đứt ba kiết sử đầu thân kiến nghi và giới cấm thủ đắc pháp nhãn đây là ý nghĩa tri kiến đoạn trừ phòng hộ đoạn trừ khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần thì tâm tham hoặc tâm sân tâm si khởi lên biểu hiện ra hành động của thân khẩu ý bất thiện các hành động này sẽ làm phát sinh các lậu hoặc dục lậu hữu lậu vô minh lậu và nuôi dưỡng các lậu hoặc phiền não. Do đó, hành giả cần có sự cảnh giác, an trú chánh kiến, tỉnh giác gìn giữ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Đây chỉ là công phu giữ gìn phòng hộ thuộc giới học, chưa đi vào công phu dẹp trừ lậu hoặc. Sự phòng hộ các căn sẽ chế ngự được các tâm lý gây nên tàn hại, nhiệt não, gọi là phòng hộ đoạn trừ thọ dụng đoạn trừ thọ dụng là sử dụng các phương tiện sống để hỗ trợ công phu giải thoát thực hành phạm hạnh đó là sự sử dụng y phục thức ăn sàn tọa chỗ ở xem chúng chỉ là phương tiện mà không sử dụng để hưởng thụ giải trí thích thú hay để làm đẹp cũng cần thận trọng tránh xa những nơi đem lại nguy hiểm hay nghi ngờ về phạm hạnh vùng quân sự lầu xanh vật quý, quá phụ, vân vân. Đây là ý nghĩa thọ dụng đoạn trừ các tàn hại, nhiệt não có thể khởi sinh thuộc công phu hộ trì giới bổn. Kham nhẫn đoạn trừ Xã hội vốn đầy dẫy các bất công, bất như ý, tranh chấp, bạo hành mà người tu phải giáp mặt. Các hiểu lầm, vu khống, mạ lị, các rắn rít, rùi mũi, với các đối tượng này người tu cần tham nhẫn để tránh các phiền não gây trở ngại công phu giải thoát đây là ý nghĩa tham nhẫn đoạn trừ thuộc công phu hộ trì giới tránh né đoạn trừ có những thứ ở đời đem lại nguy hiểm phiền não mà không thể đối trị bằng tri kiến phòng hộ thọ dụng hay tham nhẫn mà phải bằng sự lánh mặt tránh né như đối với voi dữ ngựa, trâu, bò dữ, điên, rắn độc, hố sâu, vực thẳm đầm lầy, người điên, say, hung bạo, những nơi nguy hại, gây tai tiếng, vân vân. Với các đối tượng này thì phương thức đối trị tốt nhất là tránh né. Đây là ý nghĩa tránh né đoạn trừ thuộc phạm trù hộ trì công phu trì giới. Trừ diệt đoạn trừ tại đây không dừng lại ở công việc ngăn ngừa mà là công việc tiểu trừ theo dõi tâm để đoạn trừ dập tắt các tâm dục sân trạo cử hôn trầm nghi và các bất thiện tâm khởi lên từ chúng đây là công phu thực hành tứ niệm xứ để đoạn trừ ngũ cái chế ngự dục giới tâm làm sinh khởi các đại hành tâm tâm sắc giới cho đến tâm đệ tứ xác định đây là ý nghĩa trừ diệt đoạn trừ, chuẩn bị đi vào các đại hành tâm để hành thiền quán duyên khởi vô ngã, vô thường hay tứ vô lượng tâm. Tu tập đoạn trừ Tu tập được đề cập trong bản kinh số 2 là tu tập thất giác chi, tham khảo thêm tương ưng bộ kinh 5. Sau khi hành trừ diệt đoạn trừ, đoạn trừ được ngũ cái và cái ác, bất thiện tâm, thì niệm lực được củng cố từ đây hành giả thực hành như lý tác ý liên tục thì lần lượt niệm giác chi trạch pháp giác chi tinh tấn hỷ khinh an định xã giác chi thành tựu viên mãn công phu này là thuần thiền quán phát triển mạnh tâm lý tham tâm từ bỏ sẽ cắt nước các kiết sử mười kiết sử và lậu hoặc dục lậu hữu lậu vô minh lậu đoạn tận khổ đau tà kiến nhận thức sai lầm cho rằng các hiện hữu có tự ngã thường hằng kiến trù lâm tích lũy nặng nề các tà kiến kiến hoang vu tà kiến nặng tối tâm như các cánh rừng hoang dã kiến hí luận chỉ các nhận thức quanh co vô bổ kiến tranh chấp Các tà kiến dẫn đến tranh chấp Đấu tranh, chiến tranh Kiến kiết vượt Chỉ các tà kiến trói buộc tâm thức giải thoát Hai la mã Nội dung giáo lý của kinh Một nhỏ Nếu bản kinh số một giới thiệu các phiền não Lậu hoặc khởi lên là do nhận thức hữu ngã Do không thắng tri, không liễu tri các hiện hữu thì bản kinh số 2 giới thiệu các phương cách để nhiếp phục loại trừ các phiền não lậu hoặc ấy hai nhỏ các phiền não lậu hoặc giấy khởi do hai động cơ chính a do tham sân và si tâm tác động b do ngoại cảnh tác động do đó các phương cách nhiếp phục cũng bao gồm hai nhóm a nhóm đoạn trừ phiền não khởi lên từ tâm gồm có tri kiến đoạn trừ, tu tập đoạn trừ, thuộc tuệ và trừ diệt đoạn trừ, thuộc định. B. Nhóm ngăn ngừa phiền não khởi lên do ngoài cảnh tác động, gồm phòng hộ đoạn trừ, thọ dụng đoạn trừ, kham dẫn đoạn trừ và tránh né đoạn trừ. Con đường giải thoát khỏi nhất thiết lộ hoặc vẫn là con đường truyền thống của giới học, định học và tuệ học mà Đức Thế Tôn trình bày qua nhiều thể cách khế cơ khác nhau suốt 45 năm giáo hóa. Ba La Mã Bàn thêm Một nhỏ Kinh số 1 đề cập đến khổ đau và các nhân duyên dẫn đến khổ đau. Kinh số 2 thì đề cập con đường chế ngự và dập tắt khổ đau. Cơ bản của con đường ấy là giới, định, tuệ, biểu hiện qua bảy phương cách thực hiện Hai bản kinh rất cơ bản này đặt nền tảng trên hai điểm giáo lý trọng tâm: sự thật của khổ và sự thật về con đường diệt khổ, dẫn đến trí tuệ toàn giác, thấy như thật các hiện hữu và chân hạnh phúc. Hai bản kinh đều nhấn mạnh vai trò của thắng tri, liễu tri và công phu như lý tác ý, làm nổi bật sắc thái trí tuệ của giáo lý Phật giáo. Bước đi đầu tiên và bước đi cuối cùng là bước đi trí tuệ công phu giải thoát không một khắc rời khỏi thiền quán về sự thật duyên khởi hiển lộ sự thật vô ngã vô thường và khổ đau của mọi chúng sinh dập tắt mọi ngã niệm về sau bác nhã tông và duy thức tông tiếp tục giới thiệu công phu thiền quán ấy đây là nét giáo lý rất truyền thống của hầu hết các bộ phái phật giáo do vì dập tắt các ngã tưởng là dập tắt tà kiến vô minh dập tắt vô minh là dập tắt ái, dập tắt khổ đau. Hai nhỏ Phần giáo lý, lậu hoặc do tri kiến đoạn trừ, nêu rõ 36 tác ý về hữu ngã. Cái tôi làm giấy khởi dục ái, hữu ái và vô hữu ái, dẫn đến sinh tử và khổ não. Nhận thức sự thật vô ngã sẽ dập tắt 36 ngã tưởng ấy. 36 tác ý tà kiến trên là nội dung của tập đế và tri kiến đoạn trừ là nội dung của diệt đế. Con đường thực hiện tri kiến đoạn trừ cho đến thời điểm khổ diệt là nội dung của đạo đế. Ba nhỏ Bản kinh số 2 đã xoáy mạnh vào điểm nhiếp phục các ngã niệm, nhiếp phục chất thủ, tương tự Phật giáo phát triển. Nối kết với sự thật duyên khởi mà Đức Thế Tôn giác ngộ với cội Bồ Đề. Chi phần ái, thủ luôn luôn cùng có mặt. Nhưng tùy duyên mà khi thì Thế Tôn phân tích thủ, khi thì phân tích ái, khi thì phân tích thức. Duy thức thì triển khai chi phần thức, bát nhã thì triển khai chi phần thủ. Các kinh Nikaya, A Hàm, Tứ Đế thì nhấn mạnh chi ái, giáo lý nhân quả thì tập chú đi vào hành. Như thế rõ là kinh số 1 và kinh số 2 thực sự giới thiệu phần giáo lý rất nền tảng và rất truyền thống của hầu hết các bộ phái Phật giáo, từ đó có thể triển khai ra vô cùng. Bốn nhỏ. Về vấn đề sắc thái thiền định của kinh số 2, định học hay 37 phẩm trợ đạo thuộc đạo đế được bản kinh giới thiệu qua hai nét tinh yếu của trừ diệt đoạn trừ và tu tập đoạn trừ như sau a à, như lý giác sát dập tắt ngay các dục niệm sân niệm hại niệm các ác niệm bất thiện niệm khởi lên trong tâm đây là công phu theo dõi tâm của tứ niệm xứ để đoạn trừ ngũ cái nói khác đi công phu niệm xứ này được thực hành để vào đệ nhất xác định có thể vào thẳng đến đệ tư xác định làm nền tảng tốt cho công phu thực hành thất giác chi B. Tu tập thất giác chi. Tiếp tục công phu như lý giác sát là công phu như lý tác ý để lần lượt xả ly ái thủ thành tựu niệm giác chi, trạch pháp giác chi, hỷ, khinh an, định và xả giác chi. Tại đây, hành giả sẽ tận trừ dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Trong hai công phu tu tập vừa nêu trên, vốn đã hàm ẩn công phu tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn ngũ lực và bát thánh đạo, giới, định và tuệ. Đây là sắc thái rất đặc thù của thiền định Phật giáo, nổi bật nét thiền quán mà các bản kinh tiếp theo sẽ triển khai từng phần. Kinh số 3 Thừa tự Pháp Dhamma Dasutam Một La Mã giải thích từ ngữ. Sống viễn ly Theo văn mạch của kinh số 3, tham khảo thêm bản kinh số 4. Sống viễn ly là sống nơi xa vắng trong những cánh rừng, xa làng mạc, thị trấn, đô thị, xa hội chúng. Sống viễn ly còn có nghĩa là sống thiểu dục, tri túc và tinh cần thực hành thiền định để tẩy sạch các tâm cấu uế phát triển các tâm đại hành, các xác định, và phát triển các tuệ tâm tam minh lục thông nhãn sinh làm sinh khởi trí tuệ sinh khởi nhận thức về sự thật duyên khởi vô ngã của các hiện hữu nhãn sinh đồng nghĩa với pháp nhãn sinh trí sinh hay chân trí sinh trí tuệ sinh trí tuệ thấy rõ sự thật của khổ khổ tập khổ tập diệt và con đường dẫn đến khổ diệt bát thánh đạo sẽ được định nghĩa ở kinh số 9 Chánh tri kiến và kinh số 117 Kinh Đại Tứ Thập Ác Pháp có 14 ác pháp được kinh số 3 đề cập gồm 1. Phẫn nộ 2. hiềm hận 3. Giả dối 4. Não hại 5. Tật đố 6. Sang lẫn 7 mang trá 8. Phản bội 9. Ngoan cố 10. Bồng bột 11. Mạng 12. Tăng thượng mạng 13. Kiêu 14. Phóng dật Hai la mã Nội dung bản kinh 1. Đức Thế Tôn dạy tất cả hàng đệ tử của Ngài nên đi theo con đường thực hành phạm hạnh sống viễn ly đó là ý nghĩa thừa tự pháp mà không nên thừa hưởng vật chất thức ăn sàn tọa y phục chỗ ở những ai thừa tự pháp thì đáng được tán thán những ai thừa tự tài vật thì đáng bị quở trách hai tôn giả sariputta đã mở rộng ý nghĩa thừa tự pháp bằng cách thực hành phạm hạnh tu tập trung đạo, bác thánh đạo để đoạn trừ dục tâm, sân tâm, hại tâm, ác tâm, hướng đến chứng ngộ giải thoát, niết bàn, đoạn tận lậu hoặc. 3. Bản kinh số 3 tuy rất ngắn, giản đơn, nhưng rất quan trọng trong việc xác định thực hiện đời sống phạm hạnh đồng đẳng giữa các hàng tỷ kheo. Đây là nếp sống giải thoát dành cho tu sĩ của mọi thời đại mà bản kinh số 5 sẽ mở đầu giới thiệu bước đi cụ thể. Kinh số 4 Sợ hãi và khiếp đảm Baya Baravasutam Một la mã Giải thích từ ngữ Sống độc cư Sống viễn ly Sống một mình ở nơi vắng lặng Liệt tuệ Trí tuệ yếu kém Tư duy sai lệch hư hỏng ly dục theo kinh số 4 này rời khỏi ham muốn sắc thanh hương vị và xúc ly ác pháp bất thiện pháp rời khỏi ảnh hưởng của ngũ cái trạo cử hôn trầm dục sân và nghi và rời khỏi các ác tâm bất thiện phát sinh từ ngũ cái như phẫn nộ hiềm hận giả dối não hại tật đố sang lẫn mang trá phản bội ngoan cố, bồng bột, mạng, tăng thượng mạng, kiêu và phóng dật. Thiền thứ nhất thuộc sắc giới, gồm có năm thiền chi có mặt. Tầm, Vitaka, Tứ, Vikara, Hỷ, Piti, Lạc, Sukha và Nhất Tâm, Ekagata. Tầm, suy nghĩ hướng về đối tượng thì dập tắt hôn trầm. Tứ, tư duy trên đối tượng thì dập tắt nghi hỷ thì dập tắt sân lạc thì dập tắt trạo cử nhất tâm thì dập tắt dục thiền thứ hai sắc giới có mặt ba thiền chi hỷ lạc nhất tâm thiền thứ ba sắc giới có mặt hai thiền chi lạc nhất tâm thiền thứ tư sắc giới có mặt hai thiền chi xả nhất tâm ghi chú từ thiền thứ tư sắc giới đến tứ không vô sắc giới luôn luôn chỉ có mặt hai thiền chi xã và nhất tâm các định này gọi là đại định túc mệnh trí hay túc mệnh thông nhớ về và biết rõ vô lượng kiếp của tự thân thiên nhãn trí hay thiên nhãn thông hoặc sanh tử trí về chúng sinh thấy rõ sự sống và sự chết của chúng sinh. Tất cả đều do hạnh nghiệp của họ mà xuất hiện hạ liệt hay cao sang, đẹp đẽ hay thô xấu, may mắn hay bất hạnh. Lậu tận trí hay lậu tận thông Trí đoạn hết thấy lậu hoặc, thấy như thật về khổ, tập, diệt, đạo. Hai La Mã Nội dung của Kinh số 4 một Ý nghĩa thừa tự pháp là thực hành phạm hạnh qua đời sống viễn ly sống ở nơi xa vắng trong các rừng núi bản kinh số 4 trình bày rõ những ai có thể sống đời sống viễn ly và những ai không thể kinh cũng nêu rõ lý do có thể và không thể a à, những người có thể sống đời sống viễn ly đã chứng định hoặc không vướng vào mười ác nghiệp hay ba nghiệp thân khẩu ý bất tịnh người thực hành tốt chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Người đã chế ngự ái dục, người đã loại trừ sân tâm, ác tâm, hại tâm. Người đã đoạn trừ ngũ cái, người đã chế ngự bát phong, được, mất, khen, chê, thị, phi, danh vọng, lợi dưỡng. Người tinh tấn và có trí tuệ mạnh. B. Ngược lại với hạng người trên thì không thể sống đời sống viễn ly nếu hạng người này dấn thân vào nếp sống độc cư viễn ly thì tâm sẽ trở nên rất sợ hãi, khiếp đảm, bất thiện tâm sẽ khởi dậy. Hai. Đức Thế Tôn khi còn là vị Bồ Tát là vị có đầy đủ điều kiện tâm lý để sống viễn ly. Ngài là vị hữu tình, không có si ám, sinh ra ở đời vì hạnh phúc cho muôn loài, vì an lạc cho muôn loài, vì lòng thương tưởng cho đời vì hạnh phúc vì an lạc cho loài trời và loài người ngài đã mở đường nêu cao đời sống viễn ly để thành tựu phạm hạnh thành tựu tứ xác định và thiền quán để đi vào tam minh chứng đắc chánh đẳng chánh giác ba sau khi giác ngộ phật quả đức thế tôn vẫn tiếp tục đời sống viễn ly trong núi rừng không phải đi đoạn trừ các lậu hoặc mà vì hiện tại lạc trú để có đầy đủ sức khỏe hoàng đạo và vì thương tưởng chúng sinh trong tương lai nêu cao nếp sống viễn ly. Ba La Mã Bàn thêm một Kinh số 3 và 4 liệt kê các tâm lý gây trở ngại cho công phu thành tựu phạm hạnh như 14 ác tâm Xem kinh số 3 năm triền cái Bác phong Liệt tuệ đần độn theo đó thật khó có nhiều người tu sĩ có đầy đủ nhân duyên để sống đời sống viễn ly bởi hiếm người thành tựu giới học càng hiếm hơn đối với định học hẳn là có quá hiếm người có trí tuệ đi vào dòng thánh xã hội bận rộn ngày nay là môi trường sống thuận duyên để phát triển ngũ cái và bát phong vì thế xã hội rất cần đến phật pháp đặc biệt là các phương pháp tu tập nhiếp phục các ác tâm, bất thiện tâm và rất cần pháp môn thiền định. 2. Trú xứ ở nơi rừng núi xa vắng là thuận duyên cho công phu phát triển định tuệ. Phương chi, các ngôi chùa danh tiếng đều tọa lạc ở những khu rừng núi xa xôi. Các danh tăng cũng sống xa làng mạc, thị thành, đã mở ra các hướng giáo lý như Yên Tử ở Việt Nam thiên thai và vũ đài sơn ở Trung Quốc vân vân. Tại đây phải chăng có thể lập luận rằng một giáo hội tăng già hương thịnh là một giáo hội mà có nhiều tu sĩ hành thiền chỉ và thiền quán. Một giáo hội muốn có nhiều tu sĩ hành thiền chỉ và thiền quán tốt thì cần có nhiều đại tùng lâm tọa lạc quanh hay trong các khu rừng thẳm. 2.1 linh hồn của công phu thực hành phạm hạnh chỉ tập trung vào một điểm theo dõi và giác sát tâm để tẩy trừ cấu uế và phát triển định tuệ chỉ có thế rất hiện thực rất nhân bản và rất trí tuệ kinh số 5 không uế nhiễm ananga nasutam một la mã giải thích từ ngữ tuệ tri thấy sự vật như thật thấy với trí tuệ tâm cấu uế nội thân cấu uế tâm có tham trước sân hận và si mê bao gồm các ác bất thiện pháp và cảnh giới của dục phẫn nộ bất mãn phú tàn ưa danh ưa hơn người lợi dưỡng mong được tôn kính cúng dường gian ngụy xảo trá khi cuốn trạo cử kiêu mạn dao động lắm lời tạp thoại không hộ trì các căn không tiết độ ăn uống không chú tâm cảnh giác không tha thiết xa môn hạnh không nhiệt thành tôn trọng pháp ưa sống sung túc biến nhát dẫn đầu về đọa lạc chối bỏ trọng trách sống viễn ly giải đãi không tinh tấn lãng quên không chú niệm tán loạn liệt tuệ đần độn tôn giả xá lợi phất liệt kê hai la mã nội dung kinh một tôn giả sariputta phân biệt có bốn hạng người ở đời a hạng thiếu trí tuệ không biết mình đang có các tâm cấu uế b hạng thiếu trí tuệ không biết mình đang không có tâm cấu uế c hạng có trí tuệ biết mình đang có tâm cấu uế d hạng có trí tuệ biết mình đang không có tâm cấu uế hai hạng người có trí tuệ là ưu thắng trong những người có tâm cấu uế và không có tâm cấu uế hai hạng người kia là hạ liệt hạng ưu thắng sẽ hướng tâm về vô tham vô sân vô si và nuôi dưỡng tâm vô tham vô sân vô si hạng hạ liệt tiếp tục đi sâu vào các tâm cấu uế hay sẽ tiếp tục rơi vào tâm cấu uế trong bốn hạng người ấy trí tuệ thấy rõ tâm là nhân tố quyết định hướng về giải thoát hay quyết định giải thoát hai vị tỉ kheo quyết tâm giải thoát thì cần bám chặt hai điểm thực hiện a sống đời sống viễn ly b tẩy sạch các cấu uế của tâm trên cơ sở thành tựu hai điểm ấy mà phát triển định và tuệ hay phát triển tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Tâm không uế như là vòng hoa tuyệt đẹp trang điểm cho người xuất thế. Đây là nội dung mà tôn giả Sariputta giáo giới các vị tỷ kheo. Ghi chú, không có phần bàn thêm ở kinh số 5 này.